Quảng Duy mến chào đại gia đình dễ thương mình đang xem trên kênh Quảng Duy Nguyễn nha. Hôm nay em đang trên đường để em tới Chùa Dơi để em quay cho cô chú anh chị xem những cái ngày đầu tuần để gọi khách người ta có tới tham quan khu du lịch Chùa Dơi nhiều hay không nha. Mời đại gia đình mình cùng theo chân em nha, đi đến Chùa Dơi. Đây là con đường Văn Ngọc Chính thuộc thành phố Sóc Trăng, cũng là con đường đi vào khu du lịch Chùa Dơi ngang đại gia đình mình đó. Tại vì để em đi chậm em quay cho đại gia đình mình xem, để đi nhanh quá quay nó hơi lắc đại gia đình mình đó. Hai bên đường trồng cây xanh rất là nhiều đại gia đình mình. Đây là cái đường Văn Ngọc Chính thành phố Sóc Trăng đại gia đình mình. Để em tới khu du lịch Chùa Dơi em quay cho đại gia đình mình xem nha. Đó, để em tạm kết thúc cái video ngắn tại đây. Khi mà em đến Chùa Dơi em quay cho đại gia đình mình xem. Quảng Duy đang đến Chùa Dơi đại gia đình mình. Đây là bên ngoài cổng Chùa Dơi này đại gia đình mình đó. Hai bên đường có rất là nhiều người dân mua bán để mà họ mua bán các loại khô để mà khách du lịch người ta tới người ta tham quan với người ta viếng bà, người ta mua đồ mua quà về biếu cho bà con bạn bè người thân trong gia đình đó. Đây đình thấy không, xa xa có một chiếc du lịch, một xe du lịch đây, cũng là những du khách ở các tỉnh xa tới mà tham quan khu du lịch Chùa Dơi mình tại gia đình mình, đặc biệt là vào những ngày đầu tuần như thế này. Và cũng có một em cũng thấy là một có rất là nhiều du khách ở các tỉnh xa là đang chuẩn bị ghé vào khu du lịch Chùa Dơi để tham quan. Đại gia đình mình thấy không, đây là phía trước bên tay phải á, là đường vô nhà hàng khu du lịch Chùa Dơi ngay đại gia đình mình đó. Đây để em quay xa xa đó, phía bên đường là một cái tiệm người ta bán đồ nón, đồ lưu niệm, đồ những cái dụng cụ mà bắt cá thời xưa đại gia đình mình rồi, như là ôi đó. Đó, đại gia đình mình thấy không, đó từ phía xa rất là nhiều du khách người ta trước khi bước vào khu du lịch Chùa Dơi ta mua đồ để ăn dùng bữa sáng đó, rồi mua đồ cúng bà, mua khô này kia đó. Đó, đại gia đình thấy không, xa xa đó rất là nhiều du khách, mặc dù những ngày đầu tuần nhưng mà rất là nhiều du khách ở các tỉnh xa tới để tham quan, trước hết là tham quan khu du lịch Chùa Dơi, sau đó là viếng bà và thắp hương cho bà để cầu bình an cho đại gia đình, cho gia đình mình, và sau đó là xin lộc để làm ăn, con cháu có nhiều sức khỏe đại gia đình mình đó. Thấy không, đây là từ phía bên ngoài con đường Văn Ngọc Chính ở phường 3 thành phố Sóc Trăng. Đại gia đình thấy không, đây là em quay cái cảnh bên ngoài, đây, lát nữa em sẽ vào bên trong khu du lịch Chùa Dơi em quay cho đại gia đình mình xem ha. Đó, cũng có rất là nhiều cô chú lớn tuổi cũng đến đây để mà tham quan khu du lịch Chùa Dơi, tại vì khu du lịch Chùa Dơi là đại gia đình mình biết rồi, ở tỉnh Sóc Trăng rất là nổi tiếng, rất là nhiều chùa Khmer, và đặc biệt là trong đó là có khu du lịch Chùa Dơi đại gia đình mình đó. Một chú cũng lớn, khá là lớn tuổi, thì chú cũng đến đây để tham quan du lịch, và chú cũng có những cái khoảnh khắc để mà ghi hình lại để làm kỷ niệm để về mà cho con cháu đại gia đình mình xem đó. Ở đại gia đình thấy không, rất
là đông. Đó, hai bên đường đó, là đây là con đường vào nhà hàng khu du lịch Chùa Dơi đại gia đình mình đó, cũng bên trong cũng có là khách sạn và nhà nghỉ cho khách phương xa có thể là lưu trú qua đêm khi mà có dịp lễ hoặc là Tết của người dân tộc ở đại gia đình mình. Tại vì Sóc Trăng á là có rất là nhiều cái Tết của người dân tộc, đặc biệt là cái Tết Trăng đại gia đình mình vào ngày rằm tháng 10 hàng năm là tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức cái lễ hội đua ghe ngo cũng là Tết người dân tộc, Tết Trăng của người dân tộc Khmer. Đó, rất là vui. Có dịp đại gia đình mình trong vòng năm nay cứ đến vào ngày rằm tháng 10 là rất là đông vui, lễ hội ẩm thực, những món ăn đặc sản của Sóc Trăng, rồi đến những cái khu du lịch chẳng hạn như chùa Dơi, chùa Sôm Rông chẳng hạn. Đặc biệt là chùa Dơi được nhà nước mình công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại gia đình mình, di sản văn hóa cấp quốc gia. Đó, đại gia đình mình thấy không, rất là đông. Rồi em cũng tạm kết thúc cái video ngắn đèn để hỏi em vào bên trong quay cho đại. Đặc biệt ở bên đường là có một chiếc xe túc túc đại gia đình mình để mà chở những cái du khách đến tham quan khu du lịch Chùa Dơi để đưa du khách đến và đưa du khách ra ngoài cái bãi xe để mà du khách lên xe ra về trước khi rời Chùa Dơi và rời tỉnh Sóc Trăng để mà về nhà của tất cả các du khách nhân đại gia đình mình. À, đây là cái cổng Chùa Dơi đại gia đình mình. À, có rất là nhiều du khách đã sau khi đã vào trong để mà thắp hương cho bà và tham quan khu du lịch Chùa Dơi, chuẩn bị ra xe ra để mà mua những cái món quà lưu niệm hoặc là mua quà này, bánh đặc bía đặc sản của Sóc Trăng hay là trái cây gì đó để về nhà mà làm quà cho con cháu nhân đại gia đình mình. Mặc dù đây là những ngày đầu tuần nhưng rất là đông các cô chú anh chị từ các tỉnh phương xa tới để mà tham quan khu du lịch Chùa Dơi và viếng bà. Đây là một bác đại xe ôm đại gia đình mình để mà đợi khách. Đó, phía bên đường là có các chị buôn bán khô và lưu niệm. Đó bác đại. Đó, đây là một chiếc xe túc túc chở rất là nhiều du khách để ra bãi xe để mà trở về quê của mình nha, sau một ngày đi tham quan. Để em bước vào bên trong khu du lịch Chùa Dơi để em quay cho đại gia đình mình xem. Đây là cái cổng Chùa Dơi đại gia đình mình. Để em bước vào bên trong em quay cho đại gia đình mình xem nha.
Đây là bên trong của khu du lịch Chùa Dơi ngang đại gia đình mình đó. Từ phía xa là có một số cô chú anh chị đang đi vòng quanh khuôn viên khu du lịch Chùa Dơi để mà tham quan ngắm cảnh đại gia đình mình. Đó, rất là đẹp đại gia đình, thấy không? Đây là các anh đang chuẩn bị gắn đèn chiếu sáng cho để cho mà du khách mình có tới tham quan vào buổi tối là sẽ có những cái đèn chiếu sáng để mà du khách thấy đường, du khách mình đi tham quan. Đó. Từ phía xa của đại đình mình thấy có rất là nhiều cô chú anh chị từ các tỉnh xa đến đây để tham quan khu du lịch Chùa Dơi. Hôm nay mặc dù là những ngày đầu tuần cũng hơi vắng du khách, nhưng mà cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đã đến đây vào cái ngày đầu tuần, những ngày đầu tuần đại gia đình mình. Đó. Em tạm kết thúc cái video tại đây nha, để em chào em thắp hương cho bà và Phật.